cái tình cảm dành cho em là cái gì mà ta thấy Khánh Hòa mà đọc giả như thế vui trong lòng? Tại anh có gia đình ngoài Nha Trang, bạn bè nuôi anh ngoài Nha Trang, ngay Nha Trang luôn, anh cũng có nhà ngoài đó nữa, là thì thấy vui vui, chúc mừng bạn. Trời ơi, đang thùy mị quá luôn. Phù hợp với khung cảnh ở đây, hay giống như là bữa nay em giống như đi học ngoài phụ nữ vậy đó, nhẹ nhàng thanh lịch. Người ta nói em mặc em giống cô Phi Phụng. Không, anh là giống thấy giống Tony Braxton. Tony Braxton, anh Break My Heart hả? Dạ, nói chung là em còn comment nhưng mà em còn comment đó, em trả lời gửi giống cái hình đó, gửi cái hình đó. Anh Hương cho mẹ phải chụp cái hình đó. Cho nói y chang luôn, y chang cái mặt em luôn. Đúng mà, giống bộ. Sao anh cần gọi những cái hình đó cho mọi người? Anh cần nén trong đâu bài này hả anh? Ừ. Giống Tony Braxton thì đây nè. Trời ơi anh Hương, anh comment vô Facebook em vậy nè. Mà giống thiệt. Đẹp mà chị. Giống rồi em. Đẹp mà. Đúng không? Chị làm đầu tóc thôi đi. Hồi lát chị để cho em tóc thiệt. Đâu khác nữa đâu đấy. Không có cái tiền cái tóc vàng thôi à. Cái tấm này mình lướt qua luôn anh ha. Ủa không, không, cái tấm thì bó được ok mà sao tấm này nhìn chị hơi. Cái đó người ta ghét. Ta chỉnh cho xấu hả? Ta chỉnh ra vậy nè. Chứ ở ngoài đời là gặp ngoài đời là vậy nè. Còn lên mạng mấy người đó ác chỉnh vậy nè. Kỳ không? Chỉnh em luôn á. Thôi chỉnh cho cái mặt xệ quá, nóng. Không có phải tôi. Em nào mọi người. Dù cái gặp ngoài đường mọi người sợ mọi người không nhận ra nha. Đó, còn tấm kia làm sao? Hả? Tấm kia là người ta cắt ghép. Người ta làm vì mục đích. Mục đích gì? Hại em đúng không? Hại. Dìm. Dìm tôi. Dìm số số đã được gì? Hả? Dìm đã được gì? Được gì đâu, tại nó thích cái dìm. Được gì đâu. Trời ơi bé, sao ăn mặc em rút kinh nghiệm từ những số trước. Em sợ mà đi từ thiện mà vô mặc đồ mà như con lân con nít nó sợ. Mấy số trước em đâu có đem đồ đâu. Cái cuối cùng trời mặc tóc đỏ tóc vàng vô cái con nít chút đẹp. Nữa vô mấy đứa nít nó hết hồn. Nó biết nó là nó bị sốc. Cái sau này sợ mấy đứa nít mà kêu nó ra ngoài đời nó không dám ra luôn. Sợ ra ngoài đời gặp mấy người như tôi. Em để cho nó phát phát cái lâu lâu em giả bộ như nè. Hôm bữa nay cho mẹ em gặp anh Hưng. Mẹ em mê anh Hưng lắm. Vậy hả? Còn nhỏ xíu. Mẹ em cũng dạ. Xã Dũng làm anh bay. Dạ. Anh được cái là được làm người lớn. Dạ. Khi đâu chơi khuya cái kêu anh Hưng. Tin tưởng. Tin tưởng. Cái bài này. Ủa cái bàn mùa này có trái vàng chưa ta? Em vô Sài Gòn lâu chưa bé? Thấy ẩn dạ, ở ngoài em nào? Dạ em vô được 9 năm. Em học ở trong Sài Gòn. Mày bảo Nha Trang hay là chỗ mùa? Ở Cam Ranh. Cam Ranh nè. Hai đứa mang mà một đứa bắt cấp theo hả? Dạ. Ekip riêng chứ? Hai đứa phải đó cấp riêng chứ? Một đứa thôi không? Một cái lào mười hai đi Nha Trang. Đâu y chang, Một đứa tập hồn cái đuôi đi, còn con kia thì đâu, hay cái nghe. Đuôi này là cái đuôi của con đây là tâm hồn ngoài. Con là tâm mũi đen mà. Duyên. Tháng mà. Hà lắm. Đâm mà khó, không lừa. Con anh này gần sân bay hả? Dạ. Sân bay chưa sân sơ, dạ. Ở đây nhiều cam lắm. Dạ. Yeah. Cô này nè. Cam lọc. Cam. Nghe nhiều cam. Mấy chị quay.